Hello, hello, hello gang, welcome back my channel. Hello, hello em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình, em đây. Mấy hôm nay thì các bạn comment mình là làm rất nhiều video về lava, nhưng mà thực sự trong friend list của mình có gravity, nhưng mà cái ác của anh ta có tận hai ác mà cũng bị ban mất rồi. Nên đáng tiếc, và ngày hôm qua mình có hỏi anh ta là gravity muốn xem replay không, thì anh ta không muốn, và anh ta muốn gọi là sống cách ẩn giật. Ok, mình đã tìm một player đánh lava rồi. Tuy nhiên thì anh ta cũng không cao cho lắm. Trong friend list của mình có một, nó là Rakan Lava, anh ta đánh rất hay, luôn nằm ở top nhưng mà thường tụt ở ngày cuối mùa. Hiểu luôn. Ok, đây là bé phiên bản có lava. Đâu ta? Ở đây. Đây là cái matchup anh ta vừa share cho mình, phiên bản lava balloon miner skeleton dragon inferno dragon gas, không có building. No building. Ok, cái deck này thực ra phiên bản chúng ta có thấy là có phiên bản của cả Vanquish nữa. Đây là một cái phiên bản mà mình thấy có một player này đang chơi, hiện tại đang chơi và đang đánh cũng rất tốt với deck của anh ta, không tệ một chút nào. Ok, về hôm nay mình sẽ làm về cái phiên bản của Husi này trước đi. Let's go, game number one. Toron. Bây giờ Tauron lại sao lại sử dụng cái deck này? Mình nhớ với Tauron anh ta chơi Balloon Miner, Gas, Giant Skeleton, nhưng ngày hôm nay thì anh ta chơi Lumberjack Baby Dragon Pekka. Đây là phiên bản của Araban. Tuy nhiên thì Lumberjack thả ngay từ đầu tiên thì thấy nó hơi bị đánh một cách tương tự, nó gọi là hơi bị manh động. Tại cái thời điểm này các player họ ưa chuộng Skeleton Dragon hơn là Baby Dragon. Các bạn thấy là ở trong CRL họ có hai con mà họ sử dụng rất nhiều, đó là Musketeer và Skeleton Dragon. Và các player, các phân tích, team phân tích của họ thì của các player CRL thì họ đưa ra đó là hai thẻ gọi là key key card, chìa khóa để thành công. Talon vẫn chơi Balloon, tuy nhiên thì không phải là Miner nữa rồi. Balloon Fizzy. Thế, one hit. Khởi đầu không đến nỗi nào tệ của Talon. Tuy nhiên là các bạn nên nhớ rằng khi cái deck của Talon ấy, mà anh ta giết được con IC, IC Windsor thì chúng ta là của Talon thì là anh ta sẽ thắng. Bởi vì các bạn biết được là con Baby Dragon là con không mạnh và không gọi là ảnh hưởng quá nhiều khi mà defend. Còn đối với con IC Wizards, đây là một con mà phải nói là nó gây tác động rất lớn khi cái tốc độ đánh cũng như là tốc độ tấn công của các quân bài. Đấy, các bạn thấy là một con Inferno Dragon thôi để có chiến thắng được con Baby luôn, không cần có sự support của con nào nữa. Và đây là thời điểm Balloon đi vào mất trụ, chắc chắn là sẽ đổi trụ thôi. Tuy nhiên trong tuần này thì Sauron anh ta hơi manh động, bởi vì là thả Lumber là 4 Eli cộng với là Balloon là 5 Eli, 9 Eli lên không ăn được trụ. Như vậy thì anh ta đã thua trong cái game này 100%, bởi vì khi mà các bạn đã không giữ được trụ mà các bạn là còn tất tay ở phía bên kia đi, gần như các bạn sẽ không thể thủ được trong turn tiếp theo. Lượng AD của các bạn là thiệt quá nhiều. Hơn nữa trong deck của Sauron, nếu anh ta lại không có một cách nào để giết được con, không đủ AD để giết được hai con Skeleton Dragon. Chứ nếu mà các bạn biết là một giáp một tornado là đã chết được hai con Skeleton Dragon rồi, thế nhưng mà trong turn đấy là 9 AD cộng với lại 4 AD là 13 AD, thực sự nó quá nhiều AD để có thể tiêu không. Ok, GG, well played. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game thứ hai. Đây là cái matchup mà có Royal Dragon, Air Whip, Skeleton, Baby Dragon. Cái phiên bản này mình thấy là nó không mạnh bằng phiên bản của Musketeer và Skeleton Dragon. Hai con gần như là cái deck này đó, những con support cho Royal Dragon gần như nó thấy gọi là thấy yếu ở trong meta hiện tại.
Mà hơn nữa thì deck của Husky, Husky thì anh ta có cả Gas, có cả Fisherman ở trong cái bài này thì gần như là không thể hiện được cái tác động của mình. Con Baby sẽ cần cắn vào con Lava House. Inferno Dragon rất dễ là xử lý thôi. Trong cái matchup này thì Aurelius anh ta chỉ có một cái Day Whip và một cái Fireball trong cái zone này, thì thực sự là quá defend cực kỳ khó, không có cách nào để vừa giết được Inferno Dragon, Balloon, Lava, thì quá khó cái matchup này, quá khó. Và đây cũng là một cái deck mà phải nói là nếu mà các player CIL mà có thể xem được cái matchup này thì họ nên copy cái deck này. Họ nên copy cái deck này khi các bạn biết là ở CIL họ sử dụng Royal Giant khá nhiều, đặc biệt là CIL West. Và hơn nữa là cái deck Husky này anh ta có Gas. Gas, đàn Gas này thủ rất giáp cực tốt đấy. Một Poison và một Gas thôi thì cộng Gas sẽ chết, tuy nhiên thì có sự support của con Skeleton, có con Inferno Dragon nữa thì gần như là cái tấn công của Graveyard Poison nó sẽ không không gây ảnh hưởng nhiều cho các player đánh lava ở trong cái matchup kiểu này. Đặc biệt các bạn nhớ các bạn những cái deck mà kiểu Flash Flash Jazz Flash Jazz là rất sợ gặp deck lava balloon classic, rất sợ. Lava cứ đẩy lên thôi. Thông thường thì cái deck Flash Jazz thì họ thường là sử dụng ba bom tower, mà bom tower trong cái matchup mà có lava toàn các quân bay thì gần như là bị hát counter rồi, building gần như gọi là đứng nhìn thôi. Nên vì vậy là đây là kinh nghiệm khi các bạn chọn deck này, các bạn có thi đấu hay là các bạn có tham gia một giải đấu nào đấy, hay là chỉ chơi funny chẳng hạn, các bạn có tính toán để đưa ra một cái deck counter. Balloon đẩy lên một lượng combo cực kỳ lớn, Goblin cách gần như là một giáp. Ok, GG, well played. Hay quá, đây là một cái deck matchup counter. Counter. Ok, chúng ta sẽ đến vào game thứ ba. Game thứ ba, Yuki. Hình như mình nhớ Yuki này đến từ Hàn Quốc hay sao ấy. Anh ta chơi cái phiên bản có Barbarian. Sự Barbarian mình thấy mỗi những cái mùa gần trước thì nó Barbarian rất là tốt, đặc biệt là nó defend Royal Giant khá tốt. Tuy nhiên thì cái thời điểm hiện tại Barbarian không được sử dụng nhiều. Những cái deck kiểu Lava Balloon kiểu này này gần như là họ rất ít sử dụng Barbarian. Bởi vì các bạn biết là Barbarian ấy, một Fireball là nó đã chết rồi. Vì vậy là chúng ta khi mà như vậy rất là phí. Cái deck Lava này có một cái điều đó là nó thủ, ví dụ thủ thủ những quân ở dưới mặt đất rất là yếu. Ví dụ các bạn chơi gọi gặp đánh lava thì các bạn gặp Wispam thực sự các bạn phải nói là cực kỳ khó đánh. Lava gần như là phải chạy các cycle, chạy chạy theo cycle của Wispam, đặc biệt là những kiểu Ram Rider, Bandit hay là Magic Archer, thực sự quá khó để đánh. Mình đã từng mang cái deck lava này đánh một vài trận rồi. Khi mà gặp những cái deck kiểu có Wispam, có cả Canon Cast hay là Ram Rider, Bandit, Magic Archer hay là God chẳng hạn, thì thực sự là nếu mà các bạn gặp những matchup kiểu đấy thì các bạn chỉ có đánh all all one thôi, all in one tức là tất tay thôi, đổi trụ sau đấy là ăn ba trụ xem anh ăn nhanh hơn, chỉ có như vậy thôi. Chứ còn nếu các bạn cứ ngồi thủ, các bạn cứ chạy theo cái đánh của quân mặt đất mà các bạn cứ phòng thủ như vậy thì các bạn sẽ thua. Thời điểm lava đấy lên bên này, Husky người ta sẽ có một fireball một giáp sẽ defend rất đơn giản thôi, không cần phải giáp trong giờ này nữa. Nếu bên kia Yuki anh ta nhanh tay hơn mà anh ta sử dụng cái giáp thì sẽ có một hit đến từ Balloon. Khi mà các bạn đánh lava hay các bạn đánh quân gì, đánh những cái bài gì chẳng hạn, trừ Graveyard nhé, trừ Graveyard thì các bạn đánh 3 sao thì sẽ là rất tốt.
Tuy nhiên thì Balloon hay là những cái deck kia thì Wimension khá là khó, chẳng hạn đánh 2 sao mới là hợp lý. Cho nên các bạn đánh 3 sao thì nó gây bất lợi cho các bạn rất nhiều. Rất tốt. Thời điểm này chỉ cần một con Miner chặn được phía bên này nữa. Miner là phía này. Sau đấy là một Fireball để GG grab play. Game đấu thứ tư, đây là mình lựa chọn với cái deck Balloon Fizzy, Lumberjack, Bowler, Ifor Dragon, Baby Dragon. Cái deck này phải nói là thủ La Balloon khá tốt. Bởi vì là Baby Dragon và Ifor Dragon sẽ kỳ là hiệu quả. Đơn nữa là trong cái deck này thì Key Try anh ta có cả Fizzy và Tornado nữa. Một thả một con Lumberjack. Anh ta phải thả Miner để defend được Lumberjack. Tại vì các biết là Lumberjack mà lao vào trụ thì đâu đó hơn 1.200 máu, 1.500 máu gì đấy. Thả Baby Dragon, thả cái Inferno Dragon ở trong tên này thì không hợp lý một chút nào. Có thể là trong cái tên này cho anh ta đã công luôn một cái giáp Fireball. Vì là Fizzy đây rồi. Balloon vào được trụ không? Có, vào được trụ. Hit. Một cái giáp mình thấy là hơi nhanh. Mà hơn nữa là Kaswa anh ta đẩy Balloon cũng rất nhanh tay. Mình nghĩ là trong tuần vừa rồi chắc mình dự đoán là Kaswa anh ta cũng không thả Balloon đâu. Nhưng mà anh ta thả Balloon nó rất nhanh chóng. Một khi thả lava phía bên trái Balloon ba. Đấy các bạn có thấy không? Mình vừa phân tích cho các bạn là khi mà cái deck lava này nó mà thủ những quân ở phía mặt dưới mặt đất ấy, thì gần như là họ sẽ mất trụ, họ sẽ không thủ được. Một con mình lava thì con Inferno bên kia sẽ xử lý rất tốt rồi, đơn giản. Có lẽ là Husky anh ta sẽ để Balloon ở phía bên này mà Miner móc lốp lên. Một mình Castle anh ta chỉ có Baby Dragon thôi và Tornado thì không thể phụ thủ được trong trận này. Còn Inferno Dragon sẽ hút chết con Baby Dragon ở trong trận này nữa thôi. Không. Fizzy không? Phải Fizzy trong tuần này bởi vì là không Fizzy sẽ mất trụ. Và nếu thực sự là bọn chỉ còn một cái Fireball nữa đủ rồi. Thì vậy là sẽ thủ Balloon thế nào đây? Thủ Baby. Không, Kato anh ta không có cách nào để giết được con Inferno Dragon đi đằng sau đằng đi đằng sau làm ba bắp cả. Thực sự là rất là khó. Rất là khó. Fireball. Và bây giờ là Baby, và bây giờ là Balloon đẩy lên, cứ lừng lững mà đi vào thôi. Miner bóc lốp phía bên phải, không bắt được ba lỗ Miner. Thực ra trong tuần này cũng không cần phải bắt Miner nữa, bởi vì cần 143 máu thì nó cũng không làm nên điều gì. Woo! Three ground, GG! Một cái matchup cuối cùng mà mình muốn show cho các bạn đó là Icy Bowl. Mình nghĩ là cái deck này nó gọi là deck Danganronpa làm cái deck này. Rồi cái deck này khai chơi nếu mà các bạn mà đánh mà nhỏ lẻ thì sự rất là chế. Các bạn phải dồn được nhiều quân, các bạn quân của các bạn không chết bởi rocket. Các bạn tách ra không tránh bị rocket rồi. Thật sự phải nói là gặp những cái deck ít bầu kiểu này thì sự rất là ức chế. Cái chìa khóa matchup để thắng ở trong cái bài này đó là Husky anh ta cần phải giết con Baby con Icy Wizards trước. Inferno Dragon đẩy lên một mình một poison là không chết. Lava chắc là đặt hơi xa và nó cái tầm rộng của nó cũng chưa chạm đến lava pop. Chưa là lava hào phải dùng tornado trong trận này rồi. Balloon đẩy lên rocket trên tay luôn rồi. Miner dùng poison cho trận này là không hợp lý một chút nào. Đáng lẽ ra anh ta sử dụng một cái rocket thì sẽ là tuyệt vời hơn một hit của Balloon ngay từ trong cái turn đầu tiên.
hai bố anh ta đánh rất cực xúc. Đấy, các bạn thấy là trong cái gác ở trong cái bài này nó quá hợp lý. Nếu các bạn sử dụng Bavaria ở trong tên này thì trong trong ba chấp này thì sự quá là phí và rất khó thắng. Hai bố anh cha đặt một cái mắt chấp này mình quên mất đây là cái phiên bản không phải là X-Bow mà đây là phiên bản là Rock Cycle Spell. Thật sự đánh rất là chế, mà các bạn biết là khi mà các bạn Cycle Spell thì khi mà các bạn thủ tốt và có khi mà đó là khi các bạn phải có dư Eli, chứ nếu mà các bạn cứ luôn sử dụng spell để các bạn thủ gần như các bạn là không thể win. Các bạn cứ ngồi cái thế này thì sự là các bạn không thể tấn công được bầu cái trụ của họ. Player Miner giáp đây rồi, rất tốt. Thời điểm mà Rocket Time thì không phải cứ từ từ mà đẩy thôi. Husky anh ta sẽ đẩy lava cao hơn một chút so với thường lệ. Thông thường là rất là thấp ở góc cuối. Về Rocket ra rồi, Balloon đẩy lên cũng hợp lý. Miner móc lốp on Icy Wizards. Balloon như thế này sẽ giật vào Tesla đầu tiên. Tesla đang bị sợ, đang bị thu hút bởi cái con lava house. Balloon đẩy lên một giáp, Tesla nằm xuống, Baby Dragon rất nhiều đam. Đấy, các bạn thấy là sự là đánh mà kiểu mà Cycle Spell thì sự khá tù. Các bạn cũng không biết là các bạn sẽ sử dụng cái spell ở đây. Ok, thank you for watching and see you guys next time. Cảm ơn anh em đã xem nha. Bye bye, see you later.